Xin chào quý vị cùng tất cả quý anh chị em đam mê cây cảnh, nghệ thuật bonsai trên toàn quốc. Hôm nay lại tiếp tục cuốn video mới, ngày mới. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, an khang, niềm vui trong cuộc sống. Và cũng rất rất cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi kênh Thanh Phú trong suốt thời gian qua. Và để đáp lại những tấm lòng đó, Thành Phú cũng đi chi tiết và đi quay lại rất nhiều nhiều tác phẩm để quý vị cùng tham khảo, chiêm ngưỡng, giao lưu của một số nhà vườn khu vực miền Trung, riêng về tỉnh Bình Định. Thì hôm nay cũng chi tiết vài tác phẩm quý vị cùng xem để giao lưu cùng với nhà vườn. Đây, đầu tiên thì giới thiệu với cùng quý vị cùng tất cả quý anh chị em chậu trang sen. Đây là thuộc dạng siêu mini, nhỏ gọn, chiều cao là 18 phân trên một chiếc chậu, cũng 18 phân đường kính, tàn là tầm khoảng 29 phân, quành eo lên đến 22 phân, rất là liền cốt. Đây là trang sen nha quý vị, cây cũng bắt đầu vô bông, bông nó cũng liên tục. Mini nhỏ gọn, mình trang trí trên bàn làm việc hay là những cái không gian nhỏ hẹp hay là bàn trà, rất là đẹp quý vị. Đây, cũng báo cáo quý vị là cái gốc nó liền, rất là liền gốc. Đo phần eo là 22 phân, còn dưới phần bệ thì nó bè ra nó nhiều hơn, lớn hơn, rất liền. Dàn tàn bên trên rất dày dặn, phủ kín. Dòng trang sen, dòng trang sen mà gốc lớn thì nó cũng hơi hiếm có quý vị, rất là hiếm. Đấy, rất là liền gốc quý vị. Đấy, dàn tàn đó quý vị, tròn tàn rất đẹp. Trang sen rất là quý hiếm, mà được gốc to thì nó càng hiếm hơn. Đây, đầu clip thì cũng chi tiết cây trang sen đầu tiên, tức là cây số 1. Cây trang sen này quý vị nào yêu mến, tất cả anh chị em đều thông qua số điện thoại trên màn hình. Đây là giá tại vườn là 10 triệu. Cây số 1 giá 10 triệu quý vị. Cũng nhắc lại, chủ vườn báo là cái gốc liền, rất liền. Đó, thật sự trên màn hình thì quý vị xem rất là kỹ càng. Quành eo lên đến 22 phân. Rồi, tiếp theo là gốc cần thăng. Gốc này rất là thuộc, quái gốc quý vị. Cây này là cây số 2, không có nụt dây, nụt kẽm gì trên cây hết quý vị. Rất là quái cốt, gốc bầu rất đẹp. Chiều cao là 45 phân, tàn dài là 60. Đo quanh bệ nơi đây là 65 phân quý vị. Xây một vòng quý vị xem cái độ quái và cái cốt liền của cây. Sở hữu gốc cần thăng này về chiêm ngưỡng ngắm rất là đẹp quý vị. Phải nói là bên ngoài nhìn thấy đập mắt, phải nói là rất là hấp dẫn. Đó, bên trong màn hình nó cũng tương tự như vậy quý vị. Rất đẹp. Thấy cái cần độ dáng nó hoành hơi cong. Chi tiết từng tay cành. Dạ, cốt báo cáo đây là vết cắt, đây là nó cũng lành, liền sẹo lại rồi, quá lâu. Đó, cục bầu này rất liền. Nào quý vị nào sở hữu cái cây này là về mình đôn lên, mình đôn cái lên chút xíu. Đây nó bị hơi chìm phần đế chút xíu. Cái hoành bệ đo dưới này là tới 65 phân,
rất là già. Đặc biệt là rất là liền nha quý vị, không có nụt dây nào trên cây nữa. Chậu này chậu chậu 30. Chậu cũng rất đẹp. Đấy, cũng báo cáo với quý vị là những cái thông số cũng như kích thước. Đây là cây số 2. Giá tại vườn là 19 triệu. Đấy quý vị, 19 triệu. Quý vị nào yêu mến thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình để gặp chủ những tác phẩm này nè quý vị. Gốc cần thăng này quá đẹp quý vị ơi. Đây nè quý vị coi cái dàn tay. Phải nói làm rất là kỹ. Đấy, rất là kỹ cây. Quá đẹp. Liền cốt. Rồi, cũng nhắc lại cùng quý vị là cây số 2. Cây này là giá 19 triệu, giá tại vườn. Quý vị nào yêu mến thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Quá đẹp. Rồi, tiếp theo là tác phẩm me. Đây là cây số 3. Cây này chiều cao là 60, tàn dài là 70. Đo nơi cái cục bầu hoành eo nơi đây là 35 đó quý vị. Gốc me này nó cũng thành thuộc, cũng không có nụt dây. Chậu đây là chậu 50, chậu xoài rất đẹp. Đấy quý vị. Đấy, dàn dâm tàn bên trên nó cũng khá ổn định. Nếu quý vị nào yêu thích dòng me thì tác phẩm này rất là đẹp. Đó, nó rất là liền cốt luôn quý vị. Xin báo cáo là nó rất là liền. Nó kể cả hai mặt hai bên. Đấy, nó rất là liền luôn. Dưới này nó có một phần quái cốt, quái gốc, giống như những cái đường cua của những cái con ốc đi xuống những phần rễ. Báo cáo là rất liền nha quý vị. Đấy, tác phẩm cây me số 3 này giá tại vườn là 7,5 triệu. Quý vị nào yêu mến thì hãy thông qua số điện thoại để gặp chủ của những tác phẩm này nha quý vị. Me này rất đẹp. Cao 60, tàn 70. Quần eo nơi cục bầu đó là 35 phân. Cốt rất quái rất đẹp. Chân cẳng rõ ràng. Liền cốt. Rất liền. Đấy, chi tiết hai mặt quý vị xem. Tiếp theo là cây số 4, cây mai chiếu thủy. Đây là lá nhỏ. Cây này chiều cao là 55 phân, tàn dài cũng 55. Hoành eo đo nơi đây là 30, hoành bể đo lên đến 85 phân, đo sát mặt chậu. Đó. Phần bông tay bên trên cũng chi tiết ra từng phần. Dạng cũng là quái cốt quý vị. Những cái phần rễ này nhìn rất là hấp dẫn. Trên chiếc chậu 50, chậu hộp sòi. Chậu cũng rất đẹp. Đây, cốt này cũng rất là liền nha quý vị. Rất là liền cốt. Đây, hai mặt hai bên.
có mấy cái phần rễ nó phô lên đó quý vị, nhìn nó trang trí cho cái phần gốc rất là hấp dẫn. Đó, nó cũng bè rễ ra theo chậu rất là nhiều. Những cái phần rễ này nhìn rất là bắt mắt, nó trang trí cho phần gốc. Dáng này cũng có thể nói là rất là đẹp đó quý vị. Quý vị nào yêu mến thì hãy nhấc máy lên thông qua số điện thoại trên màn hình. Đây là cây số 4, giá tại vườn là 8,5 triệu. 8,5 triệu nha quý vị. Dàn lá nó rất là nhỏ. Nói chung là những nó cũng liền lạc hết quý vị. Cốt rất liền. Rồi, nhắc lại cùng quý vị là giá tại vườn cây số 4 là 8,5 triệu. Quý vị nào, anh chị em nào yêu mến tác phẩm này thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp tục là cây mai chiếu thủy. Giống dán tranh không quý vị? Rất là đẹp. Hai cốt trực, một cha một con, tức là một tử ha. Đấy, dàn dầm tay rõ ràng, không có nụ kẽm nào bên trên. Chiều cao là 75 phân, tàng dài là 85. Đo hoành mà hoành eo hai thân là 45 phân. Chậu này chậu 57, 57 phân, chậu khá đẹp quý vị. Đấy, dàn rễ nó bè ra, tràm kín cả chậu. Đấy, bộ gốc nó cũng khá tương đối. Dàn rễ bè ra vòng tròn. Giống như cái móng vuốt cũng như chân voi đó quý vị. Đấy, phân chi rõ ràng. Đây, bên cái tử con. Đấy, dàn tay dàn mâm. Đây, quý vị xem. Rất chi tiết. Bên này cốt cha, cốt trực lắc cốt cũng rất đẹp. Đấy, rõ ràng chi tiết quý vị ơi. Rất đẹp. Lá rất nhỏ. Rồi, để chi tiết một vòng quý vị xem cái phần bên kia. Không có nụt dây, nụt kẽm nào bên trên hết quý vị. Dưới phần bệ gốc này. Đó, rất đẹp. Đây, cốt cha lắc rất đẹp mắt. Rất rõ ràng, chi tiết. Đây, phần dưới bệ gốc. Đo quanh eo nơi đây quý vị, hai thân 45 phân, chậu 57, rễ nó tràm ra hết luôn quý vị, kín luôn. Báo cáo đây là cây số 5. Đấy, rất đẹp. Để quay cái mặt trước cái dàn dầm tay quý vị xem. Lắc cái cốt đường uyển chuyển khá đẹp. Phần bên chi tử cũng vậy. Cũng xin báo cáo là cây số 5, cây này giá tại vườn là 25 triệu. Quý vị nào yêu mến thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. 25 triệu nha quý vị. Đây, để lấy hết bóng lại cho quý vị xem một lần nữa. Quá đẹp. Cây này cỡ hai người bê hơi nặng đó quý vị. Đây, dưới lên trên quý vị xem. Đó.
Rồi, quý vị nào yêu mến thì hãy nhấc máy lên, nhấc máy lên thông qua số điện thoại trên màn hình. Đây là cây số 5, giá tại vườn là 25 triệu. Cây mai chiếu thủy này rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là cây số 6, cây linh sam. Cây này một cốt lên hai thân, nó cũng liền. Cây cũng vô bông khá đẹp. Cây này quành eo đo đến lên đến hơi đây là đo lên 33 phân quý vị. 33 phân. Chiều cao cây này là 30. Tầng dày là 60. Cây này cũng không có nụt dây nha quý vị. Những cái đường thân nó lên lắc lưỡng. Đây, nó rất liền nè quý vị. Những cái đường bo vít cắt đây rất là liền, kéo da liền, lấy quý vị. Lắc lượng những cái đường co nhìn rất đẹp mắt. Chậu này chậu 37. Chậu học sòi ra khá đẹp. Đó, dàn dăm tay bên trên cũng khá ổn định. Cây vô bông cũng rất nhiều. Dáng này cũng khá hay hay, nó uốn lượn siêu về một phía, phơi lên cái phần bệ gốc. Đây cây số 6 nè quý vị, giá tại vườn là 8,5, tức là 8,5 triệu. Quý vị nào yêu mến thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình để gặp chủ những tác phẩm này nha quý vị. Đấy, những cái vết cắt vết bo này nó bo liền hết nè quý vị, hoàn toàn không có thẹo, không bể nứt, không gì hết. Lên một cốt ra hai thân, lắc lưỡng rất đẹp. Rồi, trước khi kết thúc cuốn video, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem video mới nhất. Rồi, trân trọng kính chào.